chứ nó không có gì. Còn tuổi thọ một kiếp trái đất thì chúng ta cứ xem như từ khi trái đất không có cho tới khi hình thành và chết đi, thì đó là tuổi thọ của kiếp trái đất. Còn quý vị nói là Big Bang thì trong kinh thì không có. Mà nếu như quý vị có đọc tin tức á, thì ngay cả lý thuyết về vụ nổ Big Bang á, bây giờ các nhà khoa học phải làm lại, tại nó không còn chính xác nữa. Cho nên là hãy cẩn trọng.